Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một ngôi làng ở Bắc Giang có tới 90% hộ dân làm nghề mổ trâu. Sau một thời gian ăn nên làm ra, có của ăn của để, thì hàng loạt tai ương đã bắt đầu ập xuống ngôi làng này. Người thì đang khỏe mạnh lại đột ngột qua đời, người thì bị trâu húc mà mất mạng. Người ta rỉ tai nhau rằng ngôi làng này đã chịu một nghiệp oán vô cùng nặng nề. Bất kỳ ai trong làng, dù có làm nghề mổ trâu hay không, dù đi làm ăn xa hay ở lại làng, đều sẽ ra đi một cách kỳ lạ. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trâu báo oán khiến nhiều gia đình khiếp sợ, bỏ nghề. Nhà ông Đỗ Khánh là chủ lò to nhất làng Phúc Lâm. Mỗi đêm, nhà ông Khánh hạ sát 15 đến 17 con trâu lớn nhỏ. Cứ độ 12 giờ đêm, một chiếc xe tải cỡ lớn lại chở mười mấy con trâu đến cổng lò nhà ông. Với bề dày mấy chục năm làm thịt trâu, đã có hàng vạn con trâu bị làm thịt ở nhà ông này. Cũng vì thế, theo những người hiểu biết về tâm linh, sát khí ở mảnh đất nhà ông tỏa ra rất nặng. Bữa đó cũng như mọi ngày, chiếc xe tải chở 15 con trâu từ Mãi Hà Giang về, đỗ trước cổng lò mổ. Lần lượt từng con trâu bị hạ sát, đến con trâu cuối cùng thì xảy ra chuyện lạ. Mấy người thay nhau kéo, nhưng con trâu nhất quyết không chịu xuống khỏi thùng xe tải. Cứ ghì lại, tức mình cả chục người xông vào, trói nghiến con trâu lại rồi vần xuống khỏi xe tải. Vần trâu xuống xe, cởi trói nhưng con trâu vẫn không chịu đứng lên, mà hai chân trước cứ quỳ xuống như phủ phục. Nó không giống lên, không dãy dụa nữa, nhưng nước mắt ứa ra. Một số người thấy con trâu có biểu hiện như vậy thì ngăn cản việc sát hại nó. Người làng Phúc Lâm vẫn tin rằng những con trâu có biểu hiện như thế là có tính linh, tức nó mang linh hồn của con người, có kiếp trước là con người. Những con trâu như thế thường hiền lành, chịu khó cày bừa, thân thiện với con người, và những thợ làm nghề tin vào tâm linh thường không làm thịt nó. Tuy nhiên, ông Khánh không tin vào chuyện đó. Mấy chục năm làm nghề, gia đình ông mỗi ngày thêm giàu có, chưa ai bị trâu báo oán, nên ông không tin, không sợ. Sau một lát bàn cãi, thì con trâu này cũng lên đường. Xảy ra ngay khi làm thịt con trâu có tính linh này. Con trâu bị hạ sát vào tháng 2, thì đến tháng 4, người con trai của ông Khánh tự dưng lăn đùng ra mất. Điều lạ lùng là anh này không theo nghề làm thịt trâu của gia đình. Được ăn học tử tế, anh này tạo lập cuộc sống ở Hà Nội và làm cán bộ khá to. Bình thường anh này không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng một hôm, đang ngồi xem tivi trong nhà, anh đột nhiên kêu mệt nên vào giường ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, gia đình đã đưa đi viện nhưng không cứu được. Sự ra đi của anh này khiến gia đình hoang mang. Bà vợ ông Khánh đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo oán. Lúc này gia đình ông Khánh mới liên hệ đến việc sát hại con trâu nọ. Khi trình bày điều này thì ông thầy bói khẳng định chắc chắn là do linh hồn con trâu báo oán. Vợ ông Khánh cúng bái ghê lắm, sắm đủ các loại lễ, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Thậm chí bà vợ ông Khánh còn mời cả giá đồng về nhà cúng giải hạn, siêu thoát cho linh hồn con trâu. Thế nhưng sự cố gắng của vợ ông Khánh không mang lại hiệu quả. Thời gian ngắn sau đó, một người con nữa của ông Khánh đột nhiên trở nên ốm yếu. Anh này vốn rất khỏe mạnh, làm thịt trâu nhanh thoăn thoắt, giỏi nhất nhà, nhưng cơ thể cứ ốm yếu dần. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện điều trị nhưng không hiệu quả. Thời gian ngắn sau thì anh chút hơi thở cuối cùng. Gia đình giữ bí mật nên hàng xóm không ai biết anh mất vì nguyên do gì. Vậy là tin đồn bị oan hồn con trâu báo oán lại lan ra, khiến cả làng sợ hãi. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi là cô con gái út của ông Khánh cũng qua đời. Cô con gái út của ông Khánh đang học đại học năm cuối ở Hà Nội. Gia đình giàu có, cô được đi học tử tế, không dính dáng gì đến công việc làm thịt trâu bò. Hàng loạt người mất mạng liên tiếp xảy đến với gia đình ông Khánh, khiến ông không thể không để tâm đến những lời đồn của dân làng, lời khuyên can của thầy bói. Gia đình đã đi làm lễ ở rất nhiều chùa, gặp rất nhiều thầy bói và đều nhận được lời khuyên như nhau,
là gia đình cần phải làm lễ cầu siêu cho loài trâu, làm lễ dài hạn cho gia đình và bỏ ngay nghề sát sinh này. Đại gia đình ông Khánh đã quyết tâm bỏ nghề. Thậm chí những người con dâu vốn chỉ làm nghề buôn da, đổ mối thịt trâu cũng bỏ luôn nghề. Đại gia đình ông không dám dính dáng gì đến con trâu nữa. Cứ ngày rằm, mùng 1, đại gia đình lại đến chùa Phúc Lâm, tụng kinh, gõ mõ, nhờ thầy cúng bái, giải hạn. Sau sự việc khủng khiếp ấy, không chỉ gia đình ông Khánh mà mấy hộ gia đình ở cạnh cũng sợ hãi, đóng cửa luôn lò thịt trâu. Trâu nổi điên, húc người. Sau khi chứng kiến cảnh thịt trâu kinh hãi, Phó thôn Đỗ Văn Khuyến làng thịt trâu bò Phúc Lâm, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang bảo rằng: "Ngẫm cho cùng, việc làm thịt trâu quả kinh hãi. Bao năm làm nghề đến lúc cuối đời, tôi mới nhận ra nên bỏ cái nghề làm thịt trâu này càng sớm càng tốt. Và tôi đã thực hiện được. Không chỉ vậy, nhiều gia đình ở làng cũng đã bỏ nghề." Theo ông Khuyến, trước đây có tới 90% số hộ dân dính dáng đến chuyện sát hại trâu. Tuy nhiên nghề này ngày càng mai một. Hiện tại cả làng với 500 hộ dân chỉ còn cỡ 50 lò hoạt động. Số lượng trâu bị thịt ở làng Phúc Lâm cũng ít hơn xưa. Ngoài việc người Phúc Lâm nhận ra rằng không thể làm giàu bằng nghề làm thịt trâu thì có nhiều trường hợp bỏ nghề vì sợ hãi những chuyện tâm linh. Những ngày đầu năm, rằm tháng 7, người dân Phúc Lâm đều nô nức lên chùa cúng bái, đốt vàng mã, giải hạn cho gia đình mình. Thế nhưng ở làng vẫn xảy ra những chuyện không vui, khiến lòng người hoang mang. Qua tìm hiểu ở làng Phúc Lâm, có khá nhiều người mất mạng bí ẩn ở ngôi làng này. Có người mất ở gia đình làm thịt trâu, thì người dân liên hệ với chuyện bị oan hồn loài trâu báo oán. Song cũng có những người mất liên quan trực tiếp đến con trâu, đặc biệt là bị trâu húc qua đời, thì khiến những người trực tiếp làm thịt trâu cực kỳ sợ hãi. Câu chuyện bị trâu hóa điên tấn công thì nhiều lắm, có kể mãi cũng không hết. Suốt 100 năm nay, năm nào cũng chẳng có vài chục vụ trâu hóa điên khi đưa về ngôi làng này. Nhưng người Phúc Lâm làm nghề chuyên nghiệp đâu có dễ để trâu hóa điên thoát thân chạy dọc làng, húc người bừa bãi. Chỉ những con trâu quá khỏe, giật đất thừng, đứt mũi hoặc người dắt trâu sơ sảnh, nó mới thoát thân được. Từ xưa đến nay, ở làng Phúc Lâm đã có nhiều người thương vong vì bị trâu nổi điên húc. Ngay trong gia đình ông trưởng thôn cũng có người ra đi vì trâu nổi điên. Người qua đời không phải xa xôi gì mà chính là bà Nguyễn Thị Ẩm, chị dâu ông Chuột. Hôm đó chừng 10 giờ sáng, con trâu nặng ngót nửa tấn cuối cùng được dắt xuống khỏi xe. Phải mấy thanh niên mới kéo được nó xuống. Tuy nhiên khi vừa dắt vào lò, nó lồng lên dữ dội, mũi trâu bị rách, tuột dây thừng, con trâu chạy dọc làng, húc lung tung. Người dân làng Phúc Lâm đã quen với cảnh này, nên hết sức bình tĩnh. Mọi người đóng kín cổng, cửa, không ai bước chân ra khỏi đường nữa. Con trâu chạy đến cuối làng, thấy nhà bà Ẩm không có cổng giả gì, thì xông vào. Khi đó bà Ẩm đang xua đàn gà vào chuồng để nhốt lại. Thấy bóng dáng bà Ẩm, không cần biết đó có phải là kẻ thù hay không. Nó lao thẳng vào sân húc tung bà Ẩm lên không trung. Khi bà Ẩm bất tỉnh, nó tiếp tục xông vào những ngôi nhà khác để tìm người. Hàng chục thanh niên lực lưỡng đã lùa nó vào một lò, đóng chặt cửa sắt, nhốt nó lại rồi hạ sát con trâu mộng này ngay lập tức. Mặc dù bà Ẩm còn thoi thóp thở, khi được đưa đến bệnh viện, xong qua chiếu chụp, siêu âm, bác sĩ đều lắc đầu. Chỉ một lát nằm viện, bà Ẩm đã qua đời. Sự ra đi của bà Ẩm khiến dân làng Phúc Lâm thêm phần kinh hãi. Người ta đồn rằng do đại gia đình nhà bà Ẩm cũng làm nghề sát hại trâu nên mới bị trâu húc mất mạng. Thưa quý vị, không dễ gì lý giải những trường hợp qua đời tại ngôi làng đồ tể này có liên quan đến việc sát hại trâu hay là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy vậy, cần thấy rõ sát sinh, đặc biệt là những con vật gần gũi với con người, sau cùng đều sẽ mang lại hậu vận không tốt. Mỗi người hãy lựa chọn cho mình công việc phù hợp hơn để tâm hồn được thanh thản và thoải mái nhất. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để đến với những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.